Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với video giới thiệu sản phẩm của Huấn Audio. Ở trong clip ngày hôm nay, bên em giải thích thêm về dòng siêu chép hỏa tiễn JBL. Nó có một điều là rất là lạ là họ làm mà không có đường tháo, không đường tháo ra. Thì tại sao lại như vậy? Để hôm nay em sẽ giải thích cho anh em, và cũng nhiều anh em cũng thắc mắc. Trước khi em giải thích thì em quay lại con kèn này và em giới thiệu sơ qua về cấu hình. Như đây là dòng hỏa tiễn JBL, và anh em biết đó là dòng mới nhá, thì không bên em không bên đây nói lại là khẳng định là không phải hàng bãi, mà hàng này được sản xuất tại Trung Quốc nhưng không có Mỹ. Và đây là cái đít lâm châm của nó, là rộng nhất là 9 cm, và cái chiều rộng này là vuông tầm 10/3 ly em nhé, 10/3 ly. Đây là họng còi nhôm, hỏa tiễn nhôm được phay rất tinh tế và tinh xảo nó có. Như anh em thấy, những cái dòng chép bình thường là họ làm là sẽ có những cái đường để tháo, để trong trường hợp mình có cháy thì sẽ thay cái côn tiếng rất là dễ. Nhưng tại sao cái con này họ làm này không có cái đường tháo ốc vít gì cả, đúng không ạ? Như em làm nghề và công ty công bố, con này cái cuộn tiếng côn bên trong đấy họ làm bằng thạch anh em nhé. Nếu như anh em nào làm nghề điện tử hoặc anh em nào liên quan đến cái nghề lo đài lâu năm thì anh em biết cái dòng côn tiếng mà bằng thạch anh thì nó không thể cháy nổi, nó chỉ có hỏng là cho quá trình mình dùng mà mình bị rơi thì nó vỡ cái miếng thạch anh ra, hoặc là nó đứt cái đường tiếp giáp với thạch anh thì nó sẽ không kêu được nữa. Và anh em nghĩ rằng khi cái đồ này mà nó cháy là mà do mình làm rơi vỡ nhá thì là không có đồ để thay thế. Còn anh em mà nghe dòng này nó yên tâm là nó không thể cháy được đó. Nên là anh em nhìn thấy họ kết nối này là không có đường tháo luôn, bằng chết luôn, không có ốc vít gì cả, bật chết luôn. Nó là chép thạch anh thì khi anh em mình nghe cái độ nanh canh của nó rất là cao và rất là tốt anh em nhá, rất là tốt với dòng màu chép hỏa tiễn này. Và cái giá sản phẩm này được bên em phân phối và bán ra, giá bán bao ship toàn quốc là 1,1 triệu cho một đôi, được tặng tụ trở cho anh em về chơi ở ngoài. Anh em phải đấu qua tụ cản nhé, không nó anh em phi hết cả tiếng bát vào đây thì nó sung cái tiếng bát vào trong con này ấy. Nó lớn quá thì nó gây nổ, không cháy mà nó gây nổ cái con thạch anh này. Nhìn nó gây kiểu nó nóng quá nó lổ. Có dòng này anh em chơi giữ gìn thì không bao giờ lo cái chuyện hỏng. Nó gần như là anh em là biết là những cái loa mà có chép thạch anh ấy, nó mấy chục năm rồi có cháy đâu, cháy bát cháy tép chứ. À, cháy bát cháy chung chứ cháy tép không bao giờ là cháy. Dạ vâng, và em sẽ khép dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn tất cả bà con mọi miền tổ quốc đã theo dõi video giới thiệu sản phẩm của Huấn Audio. Anh em hãy comment ở dưới video để anh em mình trao đổi thêm về dòng này, và anh em mua hàng hoặc tư vấn thì điện cho em qua số máy 0904 612323. Xin chào mọi người.